Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với một câu chuyện rất là hay của tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, câu chuyện Chết Hụt là một câu chuyện hay. Ở buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung của câu chuyện Chết Hụt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ ngày các hãng xe công nghệ như Grab, Uber du nhập vào thị trường Việt Nam, thì Tuân và Lành cũng tham gia vào công việc này. Một công việc mà trước đó không bao giờ hai cậu sinh viên này từng nghĩ tới. Gọi là công nghệ nhưng bản chất của nó cũng chẳng khác bao nhiêu so với chạy xe ôm. Khác chăng cái gọi là văn minh hơn, an toàn hơn mà thôi. Có lẽ chính vì lý do này mà công việc làm xe ôm công nghệ ngày càng phát triển, dần dà đánh bại xe ôm truyền thống. Bởi lẽ chỉ cần một cái điện thoại thông minh có kết nối mạng là có thể đặt xe. Người đặt xe có thể biết được tài xế đến đón mình là ai, tên là gì và đi xe mang biển số bao nhiêu, mặt mũi tài xế ra sao. Có cầu thì ắt có cung, nhu cầu nhiều cho nên các hãng tung ra các chương trình ưu đãi mời gọi tài xế về đầu quân cho hãng của mình. Các app cũng cung cấp khách hàng cho tài xế. Dù là ở trong các con hẻm, tài xế chỉ việc đến đón chứ chẳng cần phải ra các bến xe hay là đầu đường như xe ôm truyền thống. Hàng ngày đều có rất nhiều người đủ các thành phần mọi tầng lớp tham gia đào tạo để mong kiếm lấy một công việc. Đặc biệt là các sinh viên, họ tranh thủ những lúc rảnh rỗi chạy xe để kiếm thêm thu nhập. Bởi dù sao thì công việc này nó vẫn tự do hơn và thu nhập có phần nhỉnh hơn rất nhiều so với mặt bằng chung những công việc tay chân khác như là bưng bê hoặc rửa bát cho các quán ăn. Thậm chí rất nhiều những người làm công việc văn phòng còn xin nghỉ việc ở đó để tập trung toàn tâm toàn ý với công việc này vì thu nhập của nó mang lại cao hơn nhiều. Với một cậu sinh viên nghèo như Tuân, từ nhà quê lên thành phố thì việc muốn đi làm thêm, tranh thủ kiếm tiền trang trải cuộc sống trên thành phố là một việc hiển nhiên. Gia đình của Tuân thì cũng chẳng khá giả gì. Bố mẹ già yếu, cậu lại là con cả trong nhà. Từ nhỏ đã chịu thương chịu khó làm lụng phụ giúp cha mẹ. Bởi đằng sau Tuân vẫn còn mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Cậu vẫn tranh thủ lúc nào không lên giảng đường thì là mang chiếc xe quay ra đường, bật áp lên để đợi khách. Chiếc xe quay màu đỏ này do Tuân dành dụm mãi mới mua trả góp được, định bồng sẽ tranh thủ cày cuốc trả dần. Tuân trọ cùng một người bạn học tên là Lành, hai người đều tham gia vào công việc bán thời gian này. Gia đình của Lành thì có điều kiện khá giả hơn nhà Tuân một chút, được bố mẹ mua cho một chiếc Exciter mới cứng là niềm mơ ước của biết bao sinh viên nghèo khi đó. Tiếng là chạy xe ôm thật, thế nhưng cả hai vẫn giấu gia đình của mình làm công việc này. Bởi vì bố mẹ ở quê thì rất sợ, lo chúng vì mải mê kiếm tiền mà trễ nải việc học hành, hay những rủi ro tai nạn trên đường. Trên báo đài vô tuyến hàng ngày vẫn thông tin liên tục, mà Hà Nội thì đất chật người đông, giao thông tấp nập như nêm. Chính vậy mà bố mẹ của chúng rất lo lắng. Lành lúc này nói với Tuân: "Qua ông già tao điện lên mày ạ, hỏi thăm sức khỏe rồi dặn dò đủ thứ. Bảo tao không phải làm thêm cái gì cả. Cần gì thì cứ alo về ông bà chuyển khoản lên cho. Ông sợ tao thế này thế nọ. Cơ mà nói phép với ông già để ông yên tâm là đi làm thêm cho một tập đoàn đa quốc gia, trải dài từ Âu sang Á. Số lượng rất là nhiều, mà chẳng phải ai cũng đủ tiêu chuẩn đáp ứng được công việc này. Nếu mà ông biết tao chạy Grab á, có khi lồng lộn cả lên. Cơ mà tao thấy cuộc đời anh em mình cũng có duyên đấy mày." "Duyên gì?" "Tức là chưa ra trường đã đi làm đúng chuyên ngành rồi đấy." "Là nào, chạy xe ôm thì có mẹ gì mà đúng chuyên ngành. Tao cảm thấy cứ mặc cảm thế nào đâu mày. Ngay cả bà già hay đứa trẻ con cũng coi thường." "Coi thường á? Mặc mẹ đi cảm gì. Mày phải lấy làm tự hào ấy. Nếu không có cái ứng dụng đặt xe này, chúng ta làm gì có tiền tiêu vặt. Cái thời buổi này làm ăn khó mà. Không làm mà đòi có ăn đấy à? Chỉ còn đồng bằng ăn cát thôi."
Tuần thấy Lành nói như vậy, gã phản ứng khá gay gắt. Thì đấy, sinh của tao cũng đơn giản như vậy. Mẹ kiếp nó, qua tao chở ngay bà cháu nhà nọ đó. Vừa đi tao vừa nghe câu chuyện của bà lão nói với cháu trai của mình. Tự ái quá. Lành bực mình nói, cháu mà không chịu được khó nhọc ấy à, mai sau chỉ có chạy Grab như anh này thôi. Mày bảo có tự ái không? Ôi dào ơi, quan tâm cái đích gì? Cái thời buổi nào rồi mà còn để ý những cái lời ấy? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Chúng ta làm bằng sức lao động của mình, có ăn trộm ăn cắp hay là làm gì trái pháp luật đâu mà lo. Mà cái bà già kia cũng vô duyên thế nhỉ? Có biết là chúng ta đều là sinh viên, tương lai là ông này bà nọ. Ấy vậy mà bà ta lại tỏ thái độ vậy cũng chịu. Công việc này chỉ là chống móm tạm thời thôi, đâu có ai làm mãi chứ. Việc quái gì mà phải buồn vì một cái việc vớ và nối rồi ôi như vậy. Chạy xe đã mệt căng thẳng lắm rồi, mà để ý những lời đó thì chết. Tập trung vào làm việc đi. Nhiều hôm trước có vụ tai nạn ở gầm công viên Thiên đường Bảo Sơn ấy. Một đồng nghiệp của chúng ta gặp tai nạn chết ngay tại chỗ, còn khách thì bị thương. Chắc là do mất tập trung. Mày cũng đừng chủ quan. Mẹ kiếp, kiếm được đồng tiền quả thật không đơn giản chút nào đâu. Sau này càng ngày bên áp càng siết chặt hơn, thường cũng cắt lại tăng thêm tình trạng om đơn. Cái kiểu này thì khổ anh em tài xế thôi. Mà bắt khách ngoài thì ngon đấy, nhưng mà cũng khá là nguy hiểm, không biết đằng nào mà lần cả. Lành vừa nói vừa thở dài. Điều mà nó vừa nói hoàn toàn chính xác. Trong kinh doanh thì vẫn luôn có chiến lược thả con săn sắt bắt con cá rô, nhất là với những app như Grab lớn mạnh. Ban đầu nhằm thu hút tài xế, hãng nào cũng tung ra những chương trình khuyến mãi nhằm thu hút tài xế. Đến khi lượng khách đã ổn định và tài xế đã bão hòa, hãng mới bắt đầu kéo lưới thu hoạch. Nào là tăng chiết khấu đối với tài xế, nào là phụ thu thêm với khách. Có hàng tá lý do để họ chèn ép. Sẽ có người cho rằng tại sao lại không nghỉ, lại lao đầu vào để cho họ hút máu. Nhưng sẽ rất khó khăn khi mà hàng ngày vẫn có rất nhiều người đến đăng ký làm đối tác cho hãng. Vắng mà ở chợ vẫn đông. Rồi những tài xế khi chạy đã quen rồi thì để tìm một công việc khác phù hợp thì khó lắm. Thứ nhất là lương lậu thấp, thứ hai là không có sự tự do. Làm thế này thì tiền tươi thóc thật, chạy quốc nào thì tài xế có tiền ngay. Lành động viên bạn, mặc dù nói vậy nhưng có trả lời bằng giọng có vẻ buồn, bởi vì dạo gần đây nó móm liên tục. Chẳng hiểu có phải do số lượng tài xế mới quá nhiều hay không, hay còn lý do nào khác. Mỗi ngày nó chỉ chạy được có hơn 100,000. Trừ đi tiền chiết khấu và xăng cộ, tiền cước điện thoại thì còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Mà sinh viên như nó bảo ra bến xe Mỹ Đình hay bến xe Giáp Bát hoặc là nước ngầm chạy thì không dám. Bởi ở đây chỗ nào cũng có bảo kê hoặc là mấy tay xe ôm truyền thống hồ báo cáo chồn. Nó thì lại rất ngại va chạm. Cũng chẳng thiếu những trường hợp vì tranh giành khách hàng mà giữa xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống đánh nhau. Mà kệ mẹ nó đi, đến đâu thì đến. Chúng ta học trường Đại học Giao thông Vận tải, chưa ra trường đã làm dịch vụ vận tải thế này thì đúng chuyên ngành quá rồi còn gì. Đấy, những ông học trường khác có xin được việc đâu. Nói chung là mình vẫn hên chán. Lành vừa nói vừa cười làm cho Tuân cũng bật cười theo. Tuân lúc này nói, nhất mày đấy, nhà tao thì chẳng có điều kiện như gia đình của mày. Đằng sau còn có mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Ông bà già lấy đâu ra tiền mà chu cấp chứ, đành phải cày thôi. Đâu ai được như mày chứ. Chạy Grab là vì đam mê, chạy xe để lấy tiền đổ xăng mà. Lành trả lời bạn, ui sao, tiếng là vậy, thế nhưng mà tao cũng chẳng dám gửi tay xin tiền mãi đâu. Mình lớn rồi mà, không phải có trách nhiệm với gia đình chứ. Mày không thấy còn bao nhiêu khoản chi tiêu, nào là tiền liên hoan sinh nhật bạn bè, quà cáp bạn gái các kiểu, bao nhiêu khoản chứ đùa đâu. Sinh sống ở cái đất thủ đô có phải như ở quê đâu, thò mặt ra đường là mất tiền rồi. Không thấy uống cốc trà đá 3,000 hả? Tao tiết kiệm cho ông bà già đi thấy. Tuân nhìn sang Lành bằng ánh mắt nể phục. Mặc dù bạn của mình được sinh ra trong điều kiện gia đình khá giả, có thể nói là nhà mặt phố bố làm to, thế nhưng Lành vẫn biết lo lắng suy nghĩ thương cho bố mẹ. Lành vừa nói vừa vuốt ve con mèo ta đực, được đặt tên là Bun, với bộ lông đen nhánh và một cặp mắt hai đỏ xanh khá đẹp mắt. Có một nhúm lông màu trắng bên trái, đối ngược với bên phải,
vô hình trông giống như là hai mái vậy. Cái đuôi của nó cũng rất đặc biệt, chia ra làm hai màu đen trắng cực kỳ cân đối. Ở vị trí bộ phận sinh dục là hai quả cà, cũng một bên đen một bên trắng rõ rệt. Lại nhiều khi còn nói đùa rằng con mèo này là loại đầu hai mái trứng giái âm dương. Đây là con mèo mà cậu theo mang từ quê xuống thành phố. Ban đầu xác định mang xuống đây bởi vì sự cô đơn muốn có bầu bạn. Nhưng từ khi cả Tuân và Lành dọn về ở chung một phòng, con mèo bây giờ đã là thú cưng chung của cả hai. Nó rất ngoan và quấn chủ, hai người ăn gì con mèo ăn ấy, chẳng cầu kỳ như những con mèo Tây là phải ăn hẳn với các loại thức ăn chuyên dụng như pate xúc xích. Chính vì điều này làm cho cả hai thanh niên Tuân và Lành càng ngày càng thêm yêu quý con mèo hơn. Những câu chuyện chia sẻ của hai chàng sinh viên đại học lại ở cùng phòng trọ với nhau, tình cảm trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Ngoài những giờ học trên giảng đường, còn có những câu chuyện bên ngoài cuộc sống. Dường như đó cũng là một trạng trải nghiệm. Cả hai đều coi nhau như anh em một nhà, chẳng hề toan tính gì với nhau. Thậm chí cả hai có dự định mai sau ra trường xin vào làm cùng một công ty, bởi vì học chung lớp chung trường và cùng chuyên ngành thiết kế. Hôm nay cũng vậy, hai thằng học xong buổi sáng đến tầm 3 giờ chiều lại vác xe máy ra ngoài đường bật áp chạy xe kiếm tiền. Ít nhiều thông thường chạy đến tầm 10 giờ cả hai sẽ về nhà trọ. Đây cũng là quy tắc của cả hai và cũng là khu nhà trọ này. Bà chủ nhà khó tính, nếu đi quá 10 giờ đêm sẽ bị nói. Hôm nay vắng khách cho nên Lành về nhà trọ trước. Đến tầm 9 giờ tối, nghe thấy tiếng nổ máy quen thuộc từ đầu ngõ báo hiệu Tuân đã về. Vừa dắt chiếc xe vào cổng, Tuân liền hỏi: "Sao nay về sớm vậy, không có khách à?" "Không, vắng vãi ra. Khách cứ dạo này đi đâu hết rồi sao ấy. Ta ngồi cả tiếng đồng hồ dưới chân cầu mà không có nổ, lại phi xuống mạn cầu Giấy cũng không có nổ. Chán quá cho nên quay về." Lành vừa than thở lầu bầu vừa nói: "Dạo gần đây khách khứa vắng vẻ thật mày ạ. Chả hiểu đi đâu cả, chán vãi. Ôi giời ơi, chạy xe ôm công nghệ này giống như đi câu đi mà. Câu hôm nọ hôm kia sao phải chán. Thế những cái hôm mà ngày làm ra hơn củ ngót, sao chả thích kêu chán. Còn bảo đây là công việc ngon lành nhất mày từng làm cơ mà." Tuân châm chọc thằng bạn: "Cũng phải thôi. Bởi vì lúc này cái bánh chia ra cho hai người ăn thì mỗi người sẽ được phần nhiều. Thế nhưng mà chia ra cho 20, 200, rồi 2000 người thì mỗi người sẽ được bao nhiêu. Đó là thực trạng của nghề xe ôm công nghệ hiện nay. Khi đây được xem là một nghề quá dễ làm, không đòi hỏi bằng cấp nghiệp vụ, chỉ cần siêng năng, có sức khỏe là làm được. Số lượng quốc xe có hạn mà số tài xế thì ngày một đông, hệ quả cung vượt cầu là điều dễ thấy. Thứ hai là tài xế mới sẽ luôn được ưu tiên. Khi vừa mới đăng ký chạy xe cho một app xe công nghệ, ai cũng sẽ được hãng ưu tiên phát quốc xe rất nhiều. Thậm chí có khi là vừa xong một chuyến đã có liền chuyến tiếp theo. Nhưng rồi dần dà theo thời gian, từ khi ma mới thành ma cũ, tần suất nhận được chuyến sẽ ít dần để nhường cho những người mới. Và cứ như vậy vòng lặp tiếp tục mà bên nắm đằng chui chính là các hãng xe công nghệ. Họ thừa biết rằng họ sẽ không bao giờ thiếu tài xế, cho nên chẳng phải lo chuyện các tài xế bị phân biệt đối xử. Còn chưa kể đến những chi phí phát sinh khó lường như là hỏng xe, thùng xăm, tai nạn. Nếu như sinh viên mới ra trường thường chỉ được trả lương khởi điểm 5-7 triệu đồng nếu họ xin vào một doanh nghiệp tổ chức chuyên môn nào đó. Trong khi đó số tiền kiếm được một tháng chạy xe ôm công nghệ không dưới 10 triệu. Rõ ràng công việc này được xem là hái ra tiền, rất hấp dẫn với nhiều cử nhân. Nếu nhìn vào con số tiền kiếm được, rõ ràng chạy xe ôm công nghệ vừa không phải tốn chất xám mà lại có thu nhập tốt hơn, chưa kể còn được làm việc tự do, không gò bó. Thế nhưng phía sau những điều mà ai cũng thấy được kể trên, ít ai biết được rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế không có thứ gì có được dễ dàng mà lại không phải đánh đổi cả. Để có được thu nhập không dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, bạn phải bỏ ra không dưới 10 tiếng mỗi ngày chạy xe ở ngoài đường, bất kể nắng mưa.
và khi về nhà sẽ chỉ muốn nằm vật ra giường vì quá mệt. Có điều Tuân và Lành đều là những thanh niên chịu khó, đang sức trẻ, cho nên cả hai rất hàm hố cày cuốc. Có điều dạo gần đây ít việc cho nên Lành rất hay than vãn. Nghe Lành nói vậy thì Tuân cười bảo: mẹ sư chứ mày, nguyên tắc nó vừa thôi, đừng có cứng nhắc. Nói đoạn Tuân giơ cái mũ bảo hiểm cho Lành: đây nhé, nhìn tao đi này. Nhiệt tình đến mức dán luôn cả mật khẩu wifi di động lên mũ để xin khách đánh giá 5 sao. Như vậy thì khách mới thương và cho thêm tiền tip. Hay như là người ta gọi mang đồ ăn lên phòng, mình cũng chịu khó mang lên cho người ta có sao đâu. Nguyên tắc cứng như mày á, thế thì còn lâu mới có khách. Tành rằng là mình đi làm thêm, nhưng mà xác định ra đường làm thì phải có tiền mang về. Ta nói có đúng không? Tuân vừa nói vừa cười tiếp tục: gớm nữa như mày ấy, gì mà không chờ khách mang vác hàng cầm cành, không đứng đường vẫy khách, không chờ khách ngoài. Gớm nữa. Thế thì lấy đâu ra? Làm gì cũng phải chịu khó, cần bù bù siêng năng nghe chưa? Mẹ cái thằng điên, cần cù bù thông minh, lại còn nghe mấy ông giang hồ mạng nói liên tha liên thiên nữa. Mày xem nhiều bị nhiễm đấy. Dắt xe vào nhà khóa cửa cẩn thận đi, có cái xe là cần câu cơm, nó nhảy mất thì hết hơi. Lành nhìn Tuân đang hào hứng khoe, nó biết bạn của mình hôm nay chắc chạy ngoài được nhiều, cho nên có vẻ mừng rỡ, nói tíu tít từ nãy đến giờ. Có điều Lành cũng hiểu, bởi gia cảnh của Tuân rất khó khăn, dưới nó vẫn còn mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi học, bố mẹ thì già yếu ốm đau bệnh tật. Chính vì vậy Tuân luôn cố gắng. Còn Lành thì ngược lại, hoàn cảnh gia đình khá giả hơn, cho nên việc làm này cũng không mấy mặn mà, gọi là đi làm để trải nghiệm mà thôi. Dắt chiếc xe vào trong sân, Tuân lúc này lại tiếp tục khoe: này, này ta bắt được hai cuốc ngoài ngon vãi mày à, thế là ấm no cả ngày, mai đỡ phải chạy. Lành ngạc nhiên bảo: như nào, kể đầu đuôi nghe xem. Cái lúc sầm tối chờ được mấy chị em hình như là lan can, tay vịn ngon lắm, từ Trần Duy Hưng ra Cầu Giấy kẻ ba mày ạ, phê lòi ra, nô tì làm cho tao đau cả lưng, mùi nước hoa thơm nức mũi thích cực. Cuốc này tao được bo cho 2 lít, khuyến mại thêm 2 quả búa thịt nô tì vào lưng, mẹ bây giờ vẫn còn lâng lâng, cảm giác bê sa mê cực đó. Tôi nói làm cho Lành trông mắt ngạc nhiên. Việc chở khách ngoài là hết sức bình thường, có điều là xưa nay mấy chị em ngành thì ít khi sộp lắm, bởi đại đa số đều là hoàn cảnh xô đẩy mới phải làm công việc này. Mà gọi là khách ngoài thực ra là khách vẫy, không thông qua ứng dụng. Những cuốc xe như vậy thì không phải chịu tiền chiết khấu với app, tùy vào khả năng giao tiếp mặc cả với khách. Chuyến xe này giá trị bao nhiêu, tài xế sẽ đút túi ăn cả. Nhưng việc gặp khách ngoài cũng chẳng phải hôm nào cũng gặp, đen đùi lại gặp phải khách ối rồi ôi thì hít hơi. Tân khoe làm cho Lành trợn tròn mắt, nhìn thật kỹ thằng bạn của mình, gương mặt vẫn còn hào hứng kể tiếp: này đỏ vãi đó mày, chờ mấy chị kia xuống Cầu Giấy lại nổ một cuốc giao hàng xuống Cầu Diễn được 70.000. Tao tính rồi, nhưng mà thì quái nào vừa đến Nghĩa Trang Mai Dịch lại gặp một chị gái xinh dã man đấy. Ban đầu tao tưởng là ca ve đứng ở đường cơ, chờ từ đấy về đến cuối đường láng, cuốc này chị ấy trả tao ngần này này. Rút ra tờ 500.000 mới cứng, Tuân đưa lên mũi người, điều bộ cực kỳ thỏa mãn. Chẳng biết lúc này nó đang ngửi mùi tiền hay mùi nước hoa trên tờ tiền, vì tờ 500.000 này được một chị rút ra từ áo ngực đưa cho nó. Bản thân của Tuân năm nay cũng đã 20, ở cái tuổi thanh niên này nó vẫn còn là trai tân, chưa từng gần gũi đàn bà. Nhiều lần Lành rủ Tuân muốn cùng nhau đi tìm gái bán hoa để khám phá, thế nhưng Tuân từ chối, bởi gã tiếc tiền. Mỗi lần như vậy tàu nhanh là 300-500, qua đêm toàn 1 triệu. Đắt như vậy thì nhịn đi, vừa an toàn lại vừa đỡ tốn tiền. Quy ra những cuốc xe khéo phải chạy xe ôm đến hàng trăm cây số mới cho một lần tàu nhanh, vậy không đáng, bỏ ra như vậy nó sót tiền. Chưa kể đến những trường hợp khác như là bệnh xã hội, bị lừa đảo đánh cháo rồi cướp tiền, có hàng tá lý do để nó tự an ủi. Ở lứa tuổi này thì dương khí đang mạnh, nghĩ về việc quan hệ nam nữ cũng là điều hết sức bình thường. Nếu không nghĩ đến đó mới là điều bất thường. Mẹ ông chứ, biến thái nó vừa thôi. Cẩn thận nó lại lừa cho mất xe thì toi đấy,
không có chủ quan được đâu. Mẹ không thấy trên hội nhóm Facebook à? Thỉnh thoảng vẫn có đồng nghiệp đăng bài bị lừa mất xe hoặc là bị lừa tiền á, cứ liệu hồn. Lành nhìn bàn của mình đang hít tờ tiền mà buồn cười bảo: xinh lắm, tao chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh như vậy đâu, lại còn hào phóng. Cả quãng đường về chị ấy cứ ôm chặt lấy tao, thế với mày làm tao nhộn nhạo vô cùng. Trong đời tao chưa thấy ai đẹp như chị ấy. Tuân vừa nói với Lành vừa bồi hồi nhớ lại cái cảm giác lúc chờ cô gái kia rất lạ lùng. Thế có số điện thoại sao không mà kết bạn Zalo, vào đấy xem info thế nào. Lành đề nghị, ánh mắt của nó hiện lên vẻ tò mò. Ờ nhỉ, sao ta lại không nhớ ra. Đây số điện thoại đây, mày add Zalo xem thế nào. Sau mảnh giấy có ghi số điện thoại, Lành lập tức nhập vào mục tìm kiếm trên Zalo. Lập tức trên màn hình xuất hiện một hình ảnh cô gái có một cặp mắt đẹp hút hồn, sâu thẳm khó diễn tả được bằng lời. Nước da trắng trèo cùng cặp môi quyến rũ không khỏi khiến cho nó cảm thấy tò mò. Xem nào, xinh thế nào mà làm cho bạn tôi trở nên ngây ngốc vậy chứ. Lành nhìn Tuân buồn cười lắm, nó lấy cái điện thoại ra bấm. Chỉ sau một thoáng, info về chị gái ghi hiện ra trong mắt của Lành. Bên trong trang cá nhân hiện lên duy nhất một bức ảnh chụp của cô gái, có một cái tên rất kiêu sa là Nguyễn Ngọc Ngàn Hương, đậm chất ngôn tình. Nguyễn Ngọc Ngàn Hương, tên hay vậy. Cơ mà nhìn chị này xinh nhỉ. Mày có hỏi quê quán nhà cửa ở đâu không? Cơ mà quái nào nhìn cái ảnh chân dung này, tao có thấy kỳ kỳ sao ấy, cứ như kiểu là ảnh ở trên mộ ấy. Tôi nói làm cho cả hai lúc này mới nhìn kỹ đều giật mình. Đây là một bức ảnh chụp chân dung, vì chụp cận cảnh cho nên góc nhìn thẳng. Ở góc nào cũng thấy đôi mắt sâu thẳm thẳm kia nhìn vào người đối diện. Thêm vào đó xung quanh lại có nền đen. Việc này có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cũng khiến cho hai thằng rùng mình. Trên này có một nét đẹp rất cổ truyền, hiền lành với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm thẳm. Chỉ nhìn qua ảnh thôi khiến cho những người đối diện bị hút hồn. Này, thế chị này sinh năm bao nhiêu? Quê quán ở đâu mày hỏi không? Chắc là phải nhà giàu lắm mới cho mày tận 500. Từ Mai Dịch lên đến đó chứ. Đoạn đường có 5-6 cây số mà đưa cho tận 5 lốp, kinh thật. Sộp hơn cả Việt Kiều. Lành lên tiếng, nó không khỏi khen tị với thằng bạn. Theo như lời của Tuấn nói, thì riêng buổi tối ngày hôm nay, khách ngoài nó đã kiếm được khoảng 700. Đỏ hơn cả Zom. Bởi vì làm công việc này từ một thời gian khá dài mà chưa bao giờ nó kiếm được số tiền nhiều như vậy trong một buổi tối mấy tiếng đồng hồ. Sinh viên mà, ai chẳng ham hố. Thế chị này bảo là đang học trường sư phạm, nhà cũng ở Hà Nội. Để tao add Zalo nhé. Chắc là cũng hơn anh em mình khoảng vài tuổi thôi. Học sư phạm mà lại đứng ở Mai Dịch làm gì? Bậy có nói là đi đâu không? Lành ngạc nhiên hỏi. Chẳng hiểu sao nó cứ cảm thấy chị này có điều gì đó ngờ ngợ. Ok thằng này, hôm nay mày sao vậy? Chỉ là khách qua đường thôi mà. Mày hỏi tao như là tra tấn tội phạm không bằng đó. Hay là động lòng? Thôi ngủ đi, mai còn lên trường đó. Này kiếm đủ tiêu chí rồi, mai tao nghỉ hôm, không có chạy xe. Đạt chỉ tiêu là 3 lốp, mai tao mời đi ăn sáng, ngủ thôi. Ơ con Bun đâu rồi? Từ tối đến giờ không có thấy. Bun, Bun ơi! Lành cất tiếng gọi con mèo. Từ nãy đến giờ nó cứ ngồi thu lu trên nóc tủ, gương mặt của nó tròn vo nhìn hai thằng, chẳng hề quấn quýt như mọi hôm mà cứ gầm gừ như là đe dọa. Thằng Tuân đi đến đâu thì nó lảng tránh rồi hầm hè. Mẹ nó, chắc lại động đực rồi. Không khéo là phải đi gặp bác sĩ thú y Thiến thôi mày. Nuôi mãi được con mèo đẹp mà nó đi đâu mất thì phí lắm. Thôi kệ nó đi, đóng cửa phòng vào là nó không có đi được đâu. Lành lầm bầm, sau đó thì lên giường đi ngủ. Chiếc điện trong phòng nhỏ cũng chợt tắt ngấm. Trong góc căn nhà tối om có hai đốm sáng màu xanh đỏ lập lòe nhìn chằm chằm vào Tuân. Biểu cảm của nó lạ lùng lắm. Từ lúc thằng Tuân về, nó không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa quan sát. Hai con mắt xanh đỏ lóe lên những tia nhìn đề phòng, miệng gầm gừ như là đe dọa cảnh giác. Khác hẳn với mọi hôm khi thấy hai thằng về, nó lao ra cọ cọ vào người như muốn được âu yếm, cưng nựng vuốt ve. Quá nửa đêm mót đái, thằng Tuân dậy đi vệ sinh.
Chưa kịp đặt chân xuống giường thì bỗng nhiên nó giật mình khi thấy con mèo đen đang ngồi ngay ở thành giường nhìn nó chằm chằm. Cả mắt của nó lóe lên tia nhìn lạnh lẽo ma quái, phát ra tiếng kêu gầm gừ đe dọa, thậm chí nó còn gào lên những tiếng kêu rất chói tai. Lúc này có vẻ như nó còn muốn lao lên tấn công Tuân, nhảy bổ lên dùng hai chân trước làm cho Tuân phải lấy tay che mặt lại. Vì quá bất ngờ cho nên Tuân giật mình hoảng hốt, chưa bao giờ nó thấy con mèo lạ lùng như vậy lại còn dám xông lên tấn công người đã nuôi nó gần 2 năm. Việc này là như thế nào? Bùn, mày làm sao vậy? Mày bị điên à? Tiếng quát của Tuân làm cho Lành giật mình tỉnh giấc, với tay bật công tắc, căn phòng chợt sáng rực. Con mèo kia nhanh chân nhảy lên nóc tủ, chui qua ổ thoáng chạy mất dạng trong màn đêm. Có chuyện gì mà mỹ vậy? Nửa đêm không đi ngủ đi mày. Rồi đôi mắt còn đang ngái ngủ, Lành nhìn bạn lúc này hai cánh tay đang rớm máu bởi những vết cào. Tuân liền hỏi, sao vậy? Ta không biết, tự nhiên con buôn nó lao vào cào, chảy mẹ máu rồi này. Lạ nhỉ, cái con này có bao giờ nó hung dữ vậy đâu, hay là động dục nó vậy? Lành nhìn bạn áy náy, bởi dù sao đây là cũng con mèo do nó mang xuống. Bây giờ nó làm cho thằng Lành bị thương, việc này đúng là chưa từng xảy ra. Buôn ơi buôn, mày đâu rồi? Nó chạy ra ngoài qua cái ô thoáng kia kìa. Mẹ kiếp chứ, để tao vào rửa xà phòng, theo dõi con mèo không là phải đi tiêm phòng dại đấy, không có đùa được đâu. Vừa nói Lành vừa đi vào nhà vệ sinh, lấy xà bông rửa sạch sẽ vết thương, rồi dùng giấy ăn thấm nước sạch. Nhìn vết cào rất sâu, máu vẫn rỉ ra từ đó, làm cho Tuân rên rỉ lầu bầu. Mày còn buồn nó về nhốt nó vào đi, theo dõi nó cho tao 2 tuần, chết hay đi mất để tao còn đi tiêm phòng. Lạ thật đấy, từ tối đến giờ tao để ý nó không như mọi ngày đâu. Bình thường nó rất quấn tao cả mày nữa, thì quái nào hôm nay lại lao ra phản chủ. Nhẽ ra lại làm thịt cụ nó đi. Tuân bực mình lẩm bẩm, Lành thì ánh mắt đăm chiêu, hết nhìn Tuân lại nhìn về cái ô thoáng ra điều lo lắng. Bản thân của nó cũng đấy làm kỳ lạ về việc này. Phải có lý do gì chứ, bình thường con buôn có bao giờ như vậy? Lúc này nó lại bỏ đi đâu mất không biết nữa. Nén nỗi nghi hoặc vào trong lòng, Lành lại với tay tắt điện đi ngủ tiếp. Nằm trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bên ngoài qua cái ô thoáng một lúc, thấy nó đã chìm vào trong giấc ngủ chập chờn ma mị. Sáng hôm sau, như thường lệ cả hai dậy sớm như bình thường, đánh răng rửa mặt xong tranh thủ đi ăn sáng. Vì là sinh viên năm 2 cho nên việc học cũng chẳng có mấy áp lực, chỉ thật sự áp lực khi đến mỗi kỳ thi mà thôi. Còn đâu học bình thường thì cũng khá nhàn nhã thảnh thơi. Tối qua Tuân đã mời Lành nay đi ăn sáng, cho nên cả hai đã quyết định ra quán hách vịt, vịt quay tứ xuyên ngon nổi tiếng ở đường Kim Giang. Từ đường đại hầm giao thông vận tải xuống địa chỉ này cũng cách khoảng gần chục cây số. Ngang qua đường láng, chỉ vào con ngõ số 13. Đây là địa chỉ mà tối muộn ngày hôm qua, Tuân chở cô gái xinh đẹp có tên Nguyễn Ngọc Ngàn Hương kia. Tuân lúc này bảo, này, qua tao thả chị Ngàn Hương ở đây đấy, thế chị ấy đi vào trong rồi rẽ vào con hẻm kia. Nhìn vào con ngõ nhỏ sâu hun hút ngoằn ngoèo, hai chiếc xe máy tránh nhau còn khó, Lành lúc này khẽ thở dài rồi bảo, Hà Nội đã chật người đông, tấc đất tấc vàng, phố có khác chen nhau từng chút trả bù cho quê mình, gà chạy mỏ chân, mai sao có tiền tao cũng chẳng ở đây. Mày cứ nói mồm, đấy là mày nghĩ vậy thôi, chứ Hà Nội này cũng có cái hay mà, phố xá nhộn nhịp tấp nập, trả bù cho cái quê mình. Mẹ xưa nó chưa đến giờ gà lên chuồng á, người ta đã đi ngủ cả rồi, sống kiểu ấy chán bỏ mẹ. Thì mỗi người một quan điểm mà, ta là tao thích sự yên bình thoáng đãng. Mình nhìn xem mới 6 giờ sáng, phố phường đã đầy ắp người, ai cũng vội vàng, nhịp sống hối hả. Mà như vậy ta không thích lắm, ở quê vẫn là một điều gì đó thú vị thật mà. Tuân không đáp lời, trong đầu của nó lúc này chỉ nghĩ đến hình ảnh của chị Nguyễn Ngọc Ngàn Hương. Những lời của Lành vừa nói nó không mấy quan tâm, bởi từ trước đến giờ, khi mà học xong đại học còn đến 2 năm nữa, ra trường xin việc cũng chẳng biết thế nào. Nó kiểu hoàn cảnh nhà nó thì lại khác với nhà Lành. Nhà Lành có điều kiện, chỉ cần học xong đại học,
ông già nó sắp xếp cơ cấu cho một việc làm ngon lành. Chứ Tuân thì chẳng biết sao cả. Tuân khét thở dài, thầm nhủ mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu muốn trụ lại nơi thành phố hoa lệ này, muốn thoát ly được chốn quê nghèo thì bắt buộc nó phải quyết tâm. Nhà nó vốn đông anh em, bố mẹ lại tuổi cao sức yếu, nhưng bố mẹ của Tuân vẫn đầu tư động viên cho nó ăn học đàng hoàng. Ngày chuẩn bị xuống nhập học, Tuân vẫn nhớ như in lời của bố: hãy cố gắng ăn học nên người, con chính là niềm tự hào của bố mẹ, là động lực cho các em phấn đấu noi gương. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải học mới thoát được cái nghèo khó bao vây. Con không được phép chọn nơi mình sinh ra, nhưng mà được phép chọn nơi mình muốn sống. Dúi cho Tuân mấy đồng bạc lẻ vào túi, Tuân siết chặt bàn tay và tự nhủ với lòng của mình phải vượt lên được nghịch cảnh. Quả đúng là như vậy thật. Xuống Hà Nội, Tuân rất chịu khó học. Ngoài giờ học ở lớp, cậu còn tranh thủ làm thêm vì không muốn xin tiền bố mẹ, không muốn mình là gánh nặng thêm trên đôi vai gầy của hai người. Chưa kể đến sau nó còn có ba đứa em đang tuổi dở dang. Chiếc xe khách lăn bánh trên con đường quốc lộ, Tuân vẫn ngoái nhìn lại cho đến khi bóng của bố mẹ và các em của mình nhỏ dần. Thế chị ấy có nói bao giờ sẽ gọi mày chờ tiếp không? Tao nghĩ nhà chị này có điều kiện và thuộc nhà Trâm Anh Thế Việt đấy. Có chở cuốc xe ôm từ Mai Dịch lên đường láng, đưa cho hẳn 5 lốp thì đúng là đại gia. Nghĩ gì mà thất người ra thế, mạnh dạn lên bàn. Quả kiếm được gần cổ, này đãi bàn bữa tiết canh vịt, gì mà phải xoắn. Lành cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuân, vỗ vào vai của bạn vừa cười vừa nói. Tuân giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Sau đó hai người đèo nhau về phía Kim Giang, mục tiêu là quán vịt quay, có tên kêu Hách Vịt. Sở dĩ hai thằng biết được quán này cũng vài lần tới đây đồ ăn cho khách đặt trên ứng dụng. Thế anh chủ quán nhiệt tình lại hiếu khách, làm ăn sạch sẽ nghiêm túc, lại chẳng bao giờ tính tiền trả đá anh em tài xế đến lấy đơn. Thuốc lào thuốc lá hút tẹt bô. Chính vì vậy cho nên tạo được ấn tượng rất mạnh cho chúng. Cho nên này quyết định ra ủng hộ anh chủ quán đẹp trai. Nhiều lần nhìn thái độ phục vụ rất tốt, mà anh này còn nói với chúng là nó từng chạy xe ôm công nghệ, cho nên hai thằng rất vui. Với lại chúng cũng rất ấn tượng với cái tên của anh chủ quán này. Tên gì là ngách khù khoằm, gọi đau cả mồm. Cơ mà anh chủ quán cũng vui tính, nhiều lần nói chuyện cũng bảo là do bố anh ấy muốn anh ấy làm hacker. Thế nhưng mà dòng đời xô đẩy cho nên trở về quay vịt. Rồi lại còn khoe là mình học đại học xây dựng, chuyên ngành đóng gạch, đúng là hài hước. Tới nơi quán lúc này cũng vừa được mở cửa. Anh chủ quán bước ra niềm nở: hai em ăn gì, tiết canh hay bún miến? Tuân và Lành nhìn nhau rồi bảo: chờ mấy bát tiết canh, để em thấy anh bán cho khách ngon quá. Mấy lần em định bụng ăn cơ, thế nhưng mà sợ khách đánh giá cho nên thôi. Anh nhận ra em chứ? Anh chủ quán nhìn hai thằng một lúc rồi lắc đầu: nói thật anh không nhận đâu. Dạo này anh già cũ rồi đó, ngày tiếp đến vài chục anh em shipper, chưa hỏi về anh chịu. Có gái xinh thì anh nhận ra thôi. Anh chủ quán vừa nói vừa bầm chặt thoăn thoắt. Tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp, nhanh nhẹn nhưng cũng rất tấu hài. Kể ra các chú mà xinh gái vú to đó, hàng ngon đó, không anh nhận ra ngay đó. Chứ mà nếu như thế thì anh chịu hẳn. Đây đồ ăn của các chú đây, yên tâm nhá, ăn tiết canh vịt anh bao là không có đi ỉa đâu. Thế đấy, mày nói thật này, đừng có ăn tiết canh lợn. Đèn tin mắc liên cầu khuẩn thì lại tím đen cả người ra, nguy hiểm thật đấy, chết toi. Mà thích ăn tiết canh thì cứ vịt ngan mà phệt cho anh, 5-2-3 lần tẩy run sán, chết thế nào được. Chứ quán tiên hách vừa nói vừa cười, tấu hài cực mạnh, làm cho hai thằng cười như nấc nẻ. Ông này cũng rất vui tính, lại vẫn còn thanh niên cho nên khá hòa đồng. Đồ ăn lại rất hợp khẩu vị, bảo sao mà quán xá đông khách. Nhà anh này có nuôi một con chó và một con mèo, nhốt ở chuồng cách khu vệ sinh tầm chục mét. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, mà cặp mắt của con mèo nhà anh này cũng có hai màu xanh đỏ rất rõ, cực kỳ giống con bun mà thằng Lành mang xuống. Khác mỗi màu lông, con mèo này thì màu trắng muốt.
Lúc Tuân đi vào rửa mặt mũi chân tay, đi ngang qua chỗ con mèo thì bỗng nhiên con mèo kia sủ lông lên gào thét dữ dội, cả mắt hai màu long lên sòng sọc như muốn lao lên cắn xé Tuân. Điều này làm cho nó hết sức kỳ quái. Kể cả con chó mực nhốt cạnh đó cũng sủa điên cuồng, giống như muốn phát lầm chu sa. Má nó chứ, cô mày lại nấu nhựa mận bây giờ, cắn cái gì, ai làm cái gì mà nhặng lên? Tuân bực mình vừa tò mò, nó không hiểu vì sao mà từ tối hôm qua cho đến tận hôm nay bị đám súc vật nó coi như kẻ thù. Thậm chí là vết thương trên tay lúc này vẫn còn đang đau ê ẩm. Tuân tiến sát lại cái lồng đang nhốt hai con vật. Hai con lại càng sủa mạnh, gào thét điên loạn. Tưởng chừng chúng đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Ai làm gì chúng mày chứ, lạ nhỉ? Đúng lúc này thì Lành đi vào thì Tuân đang ngồi sát với hai con vật và đang quát chúng thì cười bảo. Biết chút ngoại ngữ có khác, nhìn sang trọng hẳn con người ra đấy. Mày biết nói cả tiếng chó tiếng mèo hả? Sao lại ngồi đây? Không ra ăn được con về. Tuân đứng lên tiến về phía Lành. Chó đâu chứ? Chúng nó thấy tao tự nhiên nhặng cả lên. Tao ra giao lưu hỏi thăm tí thôi. Tự nhiên tao thấy lạ thật đấy. Bình thường tao là đứa yêu chó yêu mèo động vật, chưa từng ăn thịt cả con bao giờ đó, mà chỉ thỉnh thoảng ăn vài miếng thôi. Thế quái nào mà hôm nay đi ngang qua đây, chúng nó thấy tao mà cứ gầm gà gầm gừ đó. Mày không thấy lạ à? Bao người đi qua nó không sủa, sao lại chỉ sủa mỗi mình tao? Tuân chỉ vào vài người khách cũng vào trong khu vệ sinh. Thế nhưng quả đúng như lời của nó nói, chẳng hề thấy hai con vật kia có phản ứng gì. Chắc là nó tưởng mày là đồng loại của nó cho nên nó giao tiếp thôi, để ý làm cái đếch gì. Lành vừa cười vừa nói, nhưng Tuân không cho đúng, mà ánh mắt hướng nhìn về con mèo có bộ lông trắng muốt. Thật tình cờ nó cũng đang nhìn lại, gương mặt của nó trở nên hung dữ lạ thường. Đặc biệt là cặp mắt hai màu xanh đỏ dường như đang phát sáng. Cậu cảm thấy dùng mình lắc đầu rồi bảo, mày có thấy con mèo kia có cặp mắt âm dương giống với con Bun mình nuôi không? Nghe đầu cái lũ mèo mà có hai mắt màu xanh đỏ khác nhau á, thì mèo đó rất đặc biệt đấy. Lành nhìn kỹ con mèo rồi gật gù bảo, nghe bà ta bảo là nếu mèo có hai con mắt màu xanh đỏ rõ ràng, chúng có khả năng cảm thụ âm khí rất tốt. Mà cũng chẳng biết thế nào đâu, như con Bun tao cả mày nuôi đấy, nó lạ lắm. Lành nhớ đợt mới năm nhất, thời mà vẫn chưa ở chung phòng với Tuân, nó đi tìm phòng trò khu đường Bưởi để tiện cho việc đi lại. Ý Lành cùng con Bun đi cùng, nhét con Bun vào cái ba lô phi hành ra. Lành đến một căn nhà trọ theo lời của bà chủ sẽ để rẻ cho. Đồ đạc vẫn còn rất mới mà chỉ có 400.000 một tháng. Điện nước thì sẽ cho dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu, thậm chí là còn cả điều hòa tủ lạnh. Lành ban đầu cũng bùi tay đồng ý, vì ở thành phố này lấy đâu ra một căn nhà trọ rẻ tiền và tiện nghi như vậy. Lành hẹn cô chủ nhà đi xem căn nhà ấy vào buổi chiều tối, vì ban sáng cậu có việc bận. Nhưng khi vừa mở cửa căn phòng ra, con Bun kêu gào thảm thiết nghe vô cùng đáng sợ. Cái ba lô đựng con mèo sau lưng nó còn cào rách cả da. Việc này đúng thật là kỳ quái. Hai mắt của nó sáng rực gầm gừ, đúng thật là chưa bao giờ tao thấy nó như vậy. Nó lên cơn giống như là hôm qua. Tuân lúc này tò mò ngạc nhiên, sao nữa lại nhỉ? Nhưng mà khi ra khỏi căn phòng đó, con Bun nó lại trở lại bình thường. Tao thử đi thử lại vài lần rồi đều như vậy, nên là sợ quá không có dám thuê căn phòng ấy, mất toi tháng tiền cọc trước. Lành nói bằng một giọng tiếc rẻ. Nó liền tiếp tục, mày biết sao không? Tao nghi ngờ là căn phòng đó vẫn còn có vong hồn của người chết trong căn phòng đấy. Mà loài mèo thì có khả năng nhìn thấy âm khí hoặc hồn ma, nhất là con Bun có cặp mắt âm dương. Chính vì vậy mà nó mới hoảng loạn kêu gào như vậy. Lành lặng người nghe Tuân nói, một lúc sau cất tiếng hỏi, sao mày biết căn phòng đó có người chết? Thì tao cũng hỏi thăm những người xung quanh, họ kể là khu nhà trọ của bà này, ngày trước có một cặp sinh viên nam nữ yêu nhau, đến đây sống thử như vợ chồng. Chẳng biết là mâu thuẫn ghen tuông thế nào mà anh kia giết chết cô gái, sau đó thất cổ tự sát ngay trong căn phòng đó, báo hại bà chủ nhà khốn khổ. Đợt đấy báo chí đưa tin loạn lên, hình như là vẫn còn ở trên mạng đó. Nào rảnh tao đi tìm cho mày xem.
Từ ngày đó khu trọ này bị bỏ hoang, không ai dám ở nữa. Kinh bỏ mẹ lên được. Đoàn Lành tiếp tục bảo, nhưng mà còn ghê hơn nữa là khu nhà trọ đó, một thời gian sau có mấy cậu sinh viên người miền Trung thấy quái nào uống rượu vào ngày 23 tháng chạp năm ấy, rồi lại chết cháy trong căn nhà đó. Ta đến bây giờ vẫn còn sợ. Nếu không có con buôn nó cảnh báo, em là biết đâu lại toạch mẹ nó rồi. Lành hít một hơi thật sâu và kể lại hai vụ mà nó vừa nói chuyện là thật 100%, lên cả báo đài Vô Tuyến hẳn hoi. Chẳng biết nó cao số hay là may mắn. Cho đến lúc này, trong thâm tâm của Lành vẫn đang thầm cảm ơn con mèo kia. Không biết là do loài mèo có linh kèm thực sự hay là do trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà những gì nó trải qua đúng là một trải nghiệm kinh hoàng. Lúc này đây, thằng Tuân tự nhiên cảm thấy rùng mình, đi giật lùi lại. Chẳng hiểu con mèo kia nó nhìn Tuân rồi gầm gừ đe dọa, làm cho nó không dám đứng ở đó nữa. Dường như nó có cảm giác chỉ cần con mèo kia nếu sổ lồng ra, e là sẽ lao lên tấn công nó ngay lập tức. Con chó nhốt cạnh đó là dòng chó Mông Cộc, cụt đuôi màu đen tuyền. Nó có cái xoáy rất dài kéo từ đỉnh đầu xuống đến ngang lưng. Chẳng hiểu ông chủ quán vịt này nuôi nấng kiểu gì vẫn nhốt chung được chúng với nhau. Lúc này cũng nhìn thằng Tuân chu lên những tiếng để kỳ quái. Anh Hách chủ quán vịt quay bên ngoài thế làm lạ. Mặc dù quán đang đông, nhưng hai con vật ông ấy nuôi dưỡng từ nhỏ, một chó một mèo nhốt chung với nhau, chưa bao giờ chúng có thái độ giận dữ như vậy thì ngạc nhiên. Ồ hay nhỉ, im mồm đi, ta lại đập chết bây giờ chứ lại. Chủ quán nhìn hai người thanh niên rồi cười bảo, hai thằng em thông cảm nha, ra ngoài làm cốc trà đá đợi anh. Anh nuôi hai con này xưa nên nó ngoan lắm, chưa bao giờ chúng dám cắn người đâu. Này chắc thấy quán đông cho nên chúng mừng đấy. Khẽ liếc mắt nhìn về phía vườn, chủ quán lấy làm lạ, đặc biệt là vẻ hung dữ bất thường của con mèo kia, làm cho anh ta bực mình rồi trời. Chà, chúng mày chứ cô im không thì bảo, ông lại thịt bây giờ nhơn hả? Chúng mày mà còn sủa câu nữa là vào song đấy. Con dao sáng quắc cầm trên tay dí dí về phía hai con súc vật tỏ ý đe dọa. Con chó thế vậy thì phù phục xuống, nhưng ánh mắt vẫn láo liên nhìn về Tuân như kẻ thù. Còn con mèo trắng dường như chẳng mấy quan tâm đến đời này, càng lúc càng gào lên điên loạn. Cái đuôi dài của nó cuộn tròn lại giật giật cực kỳ căng thẳng. Chưa bao giờ thế hai con thú cưng có thái độ như vậy. Chủ quán cười rồi nói khéo, gian thưa hai chú, đồ anh chuẩn bị xong rồi đấy. Chắc là ông em này hay ăn thịt chó mèo chứ gì. Anh bán hàng bao năm nay chưa gặp trường hợp nào lạ vậy đâu. Đôi chó mèo này chúng nó khứu giác linh mẫn lắm đấy. Thôi ra ăn đi, không đoán nó nguội nó mất ngon. Tuân và Lành cũng không muốn ở lại đây nữa mà đi ra bên ngoài. Hai con vật kia cũng không còn thái độ gì nữa mà nằm xuống giống như chưa có điều gì xảy ra. Một lúc sau thì ngoài quán có rất đông người đến ăn. Hai thằng Tuân và Lành ăn xong thì gọi thanh toán. Anh Hách ơi, tính tiền cho em với, hai bát tiết, hai bát cháo, cả mấy chén rượu. Anh có vịt quay chặt cho em chưa? Cho em nửa con mang về trưa nay ăn. Ngon thế này bỏ sao đông thế? Sau vài lần gọi, anh chủ quán tiến lại rồi bảo, thông cảm nha, quán này đông quá, anh phải để khách ổn định chỗ đã. Liếc mắt nhìn xuống bàn, chủ quán liền bảo, hai chú mày hết ba lốp, đưa anh tiền mặt nhé. Sau này khan tiền mặt người ta đều chuyển khoản thôi. Chợt anh ta nhìn thấy trên tay của Tuân có nhiều vết cào vẫn còn dính máu thì ngạc nhiên. Tay của thằng em sao vậy? Mèo cào à? Nó cắn nữa hả? Để ý đây nha, cái mùa này nóng bệnh dại nhiều đấy. Ơ sao anh biết à? Con mèo nó làm cho cả đêm qua em sợ mất ngủ đấy. Cái định mệnh thật đấy. Ta nuôi chó mèo đến 20 năm, không phân biệt được chắc. Liệu mà theo dõi đi, nếu 14 ngày con mèo mà toạch bỏ đi á, thì mày đi truyền hình thất thanh gấp. Cẩn thận hơn thì tiêm phòng dại sớm đi. Mà theo anh thì cũng đừng nên quá lo, cứ theo dõi hai con vật kia cho anh. Sau 2 tuần mà nó không có vấn đề gì á thì không phải nghĩ đâu. Đang nói chuyện cứ thấy hai con vật nuôi kia hướng về phía này lồng lộn kêu gào thì ngạc nhiên lắm. Ô hay nhỉ, tự nhiên cái con mèo kia hôm nay sao nó lại hung dữ vậy chứ? Không biết là có vấn đề gì, sao mà nó cứ như là muốn cắn thằng em vậy chứ? Em cũng chẳng hiểu, tự nhiên nãy em đi vệ sinh nó cứ vậy.
Ở phòng em hôm qua về đó, con mèo nuôi mấy năm nó cũng xông lên cắn anh ạ. Rõ ràng em cũng chẳng trêu đùa hay làm gì nó cả. Tuần phân trần bằng giọng ngạc nhiên. Lành đứng bên cạnh liền đế vào. Em nghĩ cái thằng này khéo là đồng loại của nó cho nên mới vậy thôi. Mà thôi, để bạn em gửi tiền hôm qua nó kiếm ăn tốt anh ạ, nay nó mời em. Câu nói đùa của Lành làm cho không khí lúc này trở nên vui vẻ hơn. Tuân Hiểu được ý liền móc tiền trong ví gửi chủ quán. Lành thì tính cách cũng hoạt động, ngồi ở bàn nói chuyện với chủ quán. Mặc dù khách nhớ nhà hàng, nhưng có vẻ như chủ quán này cũng rất thân thiện, nói chuyện rất thoải mái. Một lúc sau, Tuân vẻ mặt thất thần, cứ đếm đi đếm lại tiền trong ví. Lành lúc này liền vỗ vai của bạn. Thanh toán đi rồi về. Đứng được mặt ra đó định ăn vạ à? Về nghỉ ngơi tí chiều còn lên trường. Tuân lúc này mới ngờ mặt nhìn bạn khó hiểu. Sao cái tờ 5 lít tứ qua chỉ ngàn hương đưa cho tao lại biến thành tiền âm phủ vậy chứ? Mày có đụng chạm gì vào ví tiền tao không? Nghe Tuân nói như vậy, Lành giật mình tiến đến rằng tờ tiền màu xanh được in ấn giống với tiền thật. Nó ngạc nhiên không kém liền bảo. Mày bị điên à? Sau này mày biết tính tao rồi còn gì. Đồ đạc mày tao không bao giờ đụng đến, đặc biệt tiền năm. Nói thế hóa ra mày bảo tao trộm. Ý của tao không phải như vậy, mà là tao cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Rõ ràng lúc qua đi ngủ tao đếm đi đếm lại, trong ví có 813.000 mà. Một tờ 500.000 giá trị lớn nhất chị Ngàn Hương đưa cho. Một tờ 200.000 ba chị Lan Can đưa cho mà. Còn một tờ 100.000 là chở một quốc khách giao hàng. Trong ví có một ít tờ tiền lẻ, tao đếm đi đếm lại rồi cơ mà. Lành cũng ngạc nhiên không kém. Chính mắt của nó cũng nhìn thấy Tuân giơ tờ tiền này ra ngắm nghía. Còn nói là nó có số series rất dị, toàn số 13. Nó còn khoe đây là quốc xe kiếm được khách bo cho nhiều nhất. Tờ tiền này nó sẽ giữ làm kỷ niệm. Nhưng thế quái nào nay lại biến thành tiền âm phủ? Bịp sao? Cái chuyện này rút cuộc là như thế nào? Ta không bao giờ đụng đến ví tiền của mày đâu. Tính của tao mày biết mà, vay ra vay, xin ra xin. Không có cái chuyện tự tiện đụng chạm đến đồ của người khác. Có khi nào mày cầm nhầm không? Lành hỏi Tuân cho có lệ mà thôi. Chứ tờ tiền 500 cả đó khi Tuân khoe là có số series lạ cũng đã nhìn thấy rồi. Nhầm là nhầm thì chó nào được chứ. Ta còn cẩn thận nhét vào ngăn có khóa đây này. Ảo nhờ. Cả ví có duy nhất một tờ. Ấy vậy mà nếu mà mày không cầm thì thôi tao xin lỗi. Nhưng mà chuyện này khó hiểu thực sự đấy. Tao thề mà, ta không liên quan gì đến chuyện này đâu. Nhìn thấy hai thanh niên nói chuyện với nhau, vẻ mặt khá căng thẳng, chủ quán nách vịt vừa ra một bàn khác lúc này quay lại hỏi. Hai thằng em sao vậy, không đủ tiền à? Tuân nấp úng bảo. Em còn đủ tiền gửi anh, nhưng mà em thấy lạ quá anh ạ. Nói đoạn Tuân xòe tờ tiền 500.000 âm phủ đưa cho chủ quán. Em hôm qua chạy một cuốc xe từ Mai Dịch lên Đường Láng, có một chị đưa cho em tờ này. Lúc ấy em rõ ràng thấy là tiền thật, nhưng sao bây giờ nó lại là tiền âm phủ chứ? Có cả thằng bạn của em làm chứng này. Việc này là sao anh? Hai thằng đùa anh à? Làm gì có cái chuyện lạ đời thế? Chủ quán cũng ngạc nhiên về câu chuyện kỳ quái này. Thế nhưng anh ta giật mình khi thấy gương mặt của Tuân trở nên sám ngoét. Cả cơ thể giống như không còn chút sinh khí nào. Chẳng biết là vì sợ hay vì sao, tay của Lành run rẩy móc ra 300.000 đưa cho mình thì cũng tò mò hỏi. Khéo mày gặp ma đấy. Ngày xưa anh cũng chạy ship hơn 2 năm. Tuy chưa gặp lần nào nhưng mà mấy anh em tài xế lâu năm á, cứ không ít người kể lại đâu. Cẩn thận đấy. Đoàn chủ quán phiền quay ra nhìn kỹ Tuân rồi bảo. Thằng em cao to đẹp trai, nhưng mà anh thấy mày thần sắc nhợt nhạt đấy. Da tái nhợt ấn đường có ám vân đang tích tụ. Hai mắt lạc thần, báo hiệu cho một cái hạn rất lớn sắp sửa xảy ra đấy. Ngay đến đây Tuân giật mình. Lành cũng cảm thấy rờn rợn. Hai thằng nhìn nhau rồi Tuân hỏi. Anh biết coi bói à? Anh biết coi gái thôi. Em nào ngực to mặc áo ngực sai bao nhiêu anh biết hết. Bói toán gì? Đừng có tin vào những lời đó mà ảnh hưởng. Có điều chẳng hiểu sao anh nhìn thấy mày lạ lắm. Anh chỉ biết sơ sơ một tí thôi. Lạ sao anh? Anh đừng dọa em nhé, em sợ đấy. Có phải cậu mới làm một việc gì khuất tất với người đã khuất mặt đúng không? Làm gì thì làm, đừng có nên để lương tâm của mình hổ thẹn là được. Tuân run rẩy nhớ lại từ tối qua. Con Buôn hiền lành ngoan ngoãn là vậy, tự nhiên nó lao lên tấn công mình.
Giờ nay lại gặp hai con chó con mèo nhà anh này cũng vậy. Rồi tờ tiền chị Ký đưa cho lại thành tiền âm phủ. Việc này có liên quan gì đến nhau không? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng cũng không phải. Giờ này Tuần chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ. Tất cả chỉ là do con người ta đồn thổi, dọa nạt vớ vẩn mà thôi. Ngày xưa nhà nó ở quê, ra bãi thăm ma, người chết chôn đầy. Không ít lần nó nhìn thấy ma chơi bốc lên từ những ngôi mộ mới chôn. Tức là những đốm lửa màu xanh kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện, lập lòe trong nghĩa trang. Nhưng nó vốn là một đứa lì lợm ương bướng. Tìm hiểu qua sách báo thì biết được, đó là hiện tượng phản ứng hóa học rất bình thường. Đây chỉ là hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn dưới lòng phần mộ. Thế nhưng lần này thì thằng Tuân thực sự không thể lý giải được vì sao mà từ lúc gặp chị Ngàn Hương thì liên tiếp có những sự việc lạ xảy ra. Rồi thêm anh chủ quán vịt này nói là mình sắp gặp hạn. Lẽ nào tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đều là bị bợm? Anh nói thế nào ấy chứ? Em thấy bình thường mà. Tuân lắp bắp. Ánh mắt nó có vẻ như đang hoảng loạn khi đối diện với cái nhìn xoáy vào tâm can của anh chủ quán vịt quay. Mà chả hiểu vì sao nó thấy người này rất lạ lùng. Lành lúc này ngạc nhiên mở to mắt rồi hỏi. Mày làm gì khuất tất với người đã mất hả Tuân? Anh đừng có đùa em nha. Nói đoạn nó chăm chú nhìn anh chủ quán bằng một ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng anh ta không đáp lời nó mà chỉ chú ý đến vẻ mặt đang nhợt nhạt của nó, tái dại đi giống như say rượu. Tùy chú thôi, thích nhưng mà liệu hồn nha. Chú đang có một cái hạn lớn đấy. À mà thôi, cái chuyện này đều do số phận sắp đặt cả. Cầu phúc thì không phải họa, đã là họa thì có chạy lên quận không thoát. Anh chỉ khuyên chú một câu, sống tốt đi, số phận khắc ăn bài. Đừng nên cứng cầu cũng không có tốt đâu. Đức năng thắng số. Có những người khi sinh ra đã có số mệnh rất tốt, nhưng có những người số phận hầm hiu. Nhưng mà họ sống tốt, biết giúp đỡ người khác, tu nhân tích đức, không hề oán than hay là trách móc gì cả. Tức là họ đang sống tích đức, dần dần mệnh họ sẽ thay đổi. Nói đoạn anh chủ quán tiếp tục bảo. Nghe lời anh đi, có làm gì khuất tất thì hãy thành tâm mà sám hối. Đừng có tưởng việc làm của mình không ai biết mà qua mặt được họ. Nhìn vào quán thì lượng khách đã ổn định hết chỗ ngồi. Nhân viên cũng phục vụ cho họ xong, anh tiếp tục. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống con người không ngừng thay đổi. Tùy vào cách sống ăn ở tích đức của con người, vận mệnh tướng số cũng thay đổi theo. Đức năng thắng số, nhân định thắng thiên. Được hiểu là nếu bạn đang gặp chuyện không như ý, phải chịu xui rồi thì hãy sống tốt, đức độ. Cố gắng giúp đỡ người khác để chiến thắng số phận do nghiệp tạo ra. Nếu mà may mắn đang có một cuộc sống êm đềm tốt lành thì không nên tự cao tự đại mà tạo nghiệp mới không tốt, ảnh hưởng đến nghiệp tốt đã tích lũy. Mỗi người trong chúng ta đều biết cách hành thiện, giữ gìn phẩm hành thì có thể cải biến vận mệnh trời ban. Cuộc sống của mỗi người diễn ra theo cái chuỗi nhân quả, nghiệp báo. Dù là vô tình hay là chú ý tạo nghiệp báo, bạn sẽ phải chịu nghiệp báo trong kiếp sau, thậm chí là ảnh hưởng đến con cái. Đây là quả nghiệp mà nên, là số phận của mỗi người hoặc một nhóm người. Vậy nên muốn hưởng cuộc sống ấm êm, chúng ta cần tích đức để gặp dữ hóa lành. Đức năng thắng số phận, gieo hạt giống tốt sẽ nhận được trái ngọt tốt lành. Nhìn thật sâu vào đôi mắt của Tuân, chủ quán vịt lúc này khẽ thở dài. Chẳng biết vì sao anh ta cảm thấy chàng sinh viên kia có một điều gì đó rất lạ. Linh tính mách bảo rằng người này hẳn là đang phải chuẩn bị gặp điều gì ghê gớm lắm. Có điều phúc hay họa thì phải do chính bản thân cậu sinh viên này quyết định. Giữa chủ quán và hai cậu sinh viên này cũng chẳng phải là thân thiết gì cho cam, chỉ làm bèo nước gặp nhau mà thôi. Bây giờ khi nghe hai cậu nói, anh mới nhớ ra đã có vài lần hai cậu này đến quán của anh lấy đồ ăn giao cho khách. Có điều lúc này đây, khi mà nhìn thấy Tuân có những biểu hiện bất thường thì trực giác cho anh thấy cậu này chắc chắn có vấn đề, cho nên mới khuyên một vài lời. Bình thường thì anh cũng chẳng phải là người nhiều chuyện, nếu không phải việc của mình thì cũng chẳng bao giờ xía vào làm gì. Dứt lời, chủ quán cầm tiền của Tuân đưa cho rồi quay trở vào làm việc. Vô tình liếc mắt về phía con chó và con mèo ở góc vườn.
vẫn cứ nhìn ra hai cậu sinh viên kia sù lông, nhằn nhằn đe dọa. Hai con vật vốn vô cùng hiền lành, quấn người, chưa bao giờ tỏ thái độ hung dữ điên cuồng như vậy. Đến ngày như mấy người khách quen quán ăn sáng cũng ngạc nhiên. Chó mèo nhanh lên cơn dại à, anh xem xích nhốt và cẩn thận nha, hung dữ thế kia ai dám vào ăn. Chủ quán chỉ biết lắc đầu phân trần. Em nuôi chúng mấy năm nay có bao giờ như vậy đâu, lạ thật đấy. Nhằm ra bên ngoài vỉa hè, hai vị khách kia vượt đi khỏi, cũng là lúc hai con chó mèo kia trở lại bình thường. Chúng nằm phủ phục xuống như không hề có chuyện gì xảy ra. Một điều lạ lùng nhất từ trước đến nay, anh ta đã nói đúng, bởi vì cậu sinh viên mà mình vừa nói chuyện ban nãy đã gặp phải một vật đen, hay nói đúng hơn là gặp phải chuyện vô cùng quỷ dị, khó mà diễn tả được bằng lời. Khi ra về, Tuân đèo lành vì có uống mấy chén rượu cho nên cả hai không dám đi nhanh. Lành vẫn có chút bực mình vì ban nãy Tuân tỏ thái độ nghi ngờ cậu lấy tiền. Không ai nói với ai câu nào, không khí có phần trầm lắng xuống. Mặc dù lúc này đã gần 9 giờ sáng, tiếng còi xe cùng với không khí tấp nập của thủ đô ngày cuối tuần vô cùng nhộn nhịp, đối lập hoàn toàn với tâm trạng của cả hai đứa. Về đến phòng trò, lấy khóa mở cửa phòng, đập vào mắt của cả hai là con mèo Bun đã ở bên trong từ lúc nào. Nó đang ngồi chồm hổm trên giường, hướng cặp mắt long lanh nhìn về Tuân gầm gừ, liên tục gào lên những tiếng để gây sợ. Bun à, mày sao vậy, mày bị điên à? Lành chạy lại phía con mèo yêu quý của mình vuốt ve nó, nhưng mà dường như con mèo không muốn ai đụng vào mình, nhảy lên nóc tủ gầm gừ. Lành nhìn Tuân ngạc nhiên cực độ rồi bảo, khai thật đi, có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Tại sao hết con Bun tới con chó mèo nhà bán vịt quay kia, nó lại muốn tấn công mày là sao? Còn nữa, việc tờ 500 ngàn của mày ta không lấy, mày đừng có nghĩ ta làm việc này. Ta cả mày chung nhà với nhau hơn 2 năm, coi nhau như anh em, chưa bao giờ ta có ý định xấu với mày cả. Ngay cả trong suy nghĩ, mày nghĩ lại coi có giấu ở đâu không. Tuân vừa bực mình vừa lo lắng, chẳng hiểu sao nó lâm vào tình trạng oái oăm khó xử như vậy. Việc này ngay cả bản thân nó cũng không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào là gặp ma thật. Thế nhưng nó không tin trên đời này có ma. Nhưng mà nếu có ma thì những sự việc lạ lùng liên tiếp xảy ra với nó từ hôm qua đến giờ phải giải thích ra sao? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai đây? Cả nhà cả cửa, tất cả tài sản của tao hiện tại chỉ có ngần này thôi, cả tờ tiền âm phủ này nữa. Quái nào lại vớ vẩn thế được chứ? Rõ ràng đã nhét tờ 500 ngàn kia vào trong ngăn trong cùng, kéo khóa lại cẩn thận. Thế vậy sáng nay giờ ra lại thành tiền vàng mã. Ta không có ý nghi ngờ mày đâu, đừng có mà suy diễn linh tinh. Mẹ kiếp chứ, chỉ có tao với mày trong phòng, tờ tiền đó tao không cháo, mày không cháo, ai cháo mà. Chợt thằng Lành vỗ vai của Tuân rồi bảo, này, mày có thấy ông chủ quán vịt kia nói có lý không? Phải có lý gì đó mới như vậy chứ. Ông ấy còn nói là mấy người chạy xe ôm cùng ông ấy ngày xưa cũng từng không ít người gặp ma đâu. Tao nghi ngờ cũng vậy đấy Tuân ạ. Lẽ nào qua mày chờ ma? Ma quỷ cái đếch gì, ta không tin trên đời này có ma. Thời buổi nào rồi còn tin dăm ba cái câu chuyện mê tín như vậy. Lành bực mình kiểm tra lại giường một lần nữa, nó vẫn không tin rằng có chuyện ma quỷ vớ vẩn như vậy. Là một điều là tại sao tờ 500 ngàn kia lại biến thành tiền âm phủ. Mày nói vậy thì tao cũng chịu thôi. Còn nói trước là tao chẳng liên quan gì đến việc mày bị mất 500 ngàn kia. Tao khẳng định là tao không bao giờ đụng vào cái ví tiền của mày, không bao giờ tao lèm nhèm làm ra mấy cái chuyện hèn mọn ấy đâu. Mặc cho Lành giải thích nhưng Tuân không nghe mà vẫn nhìn về phía của bạn tỏ vẻ nghi ngờ. Thôi, theo tao là sao mày không liên lạc thử với chị kia, có số điện thoại đó còn gì. Thế nhưng Tuân gạt phắt đi rồi bảo, liên lạc kiểu gì, chẳng nhẽ hỏi là chị ơi, qua chị đưa tiền âm phủ cho em mà, ai người ta nhận. Lại xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, ai làm mấy cái trò ấy. Sự nhớ ra điều gì, Lành bỗng nhiên hỏi, thế qua mày có làm gì người ta không? Ví dụ như là sàm sỡ trêu đùa quá trớn chẳng hạn, hay là trước đó mày có gặp mà diện gì liên quan đến bà ấy không? Mày bị điên à? Tao biết bà ấy là ai, gặp người ta lần đầu tiên cơ mà.
Lành cũng lấy làm lạ. Hai thằng ở chung với nhau đã hơn 2 năm, chưa bao giờ thấy nó có biểu hiện khác lạ. Từ hôm qua đến giờ xảy ra những chuyện lạ lùng. Rồi anh chủ quán vịt quay tên là Ngách ở ngõ 282 Kim Giang nói với nó những lời kia là có lý gì chứ. Bỗng nhiên con Bùn từ trên lỗ thông gió gào lên một tiếng rất lớn, rồi nhảy bổ xuống đầu của Tuân. Hai tay vả liên tiếp làm cho nó giật mình hoảng hốt. Lành thấy vậy lập tức ôm con mèo lại. Thế nhưng nó giãy giụa rồi nhanh chóng biến ra ngoài. Có cảm giác như lúc này con Bùn không còn là con mèo bình thường nữa. Tuân vừa đau vừa sợ hoang mang tột độ. Việc này là thế quái nào? Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Nó nằm vần ra giường run rẩy, tóc tai rối bù, đôi mắt lạc thần, nhìn thằng Lành như là sắp khóc. Việc này nó hoàn toàn không muốn để cho ai biết, kể cả là Lành. Lành thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn của mình. Thằng Tuân giống như bây giờ đã trở thành người khác vậy. Cả người của nó run rẩy kịch liệt, mệt mỏi ôm lấy đầu nằm khóc. Trong đầu của nó nhớ lại vụ tai nạn cách đó 2 tuần, ngay tại cổng của nghĩa trang Mai Dịch. Hôm ấy tầm gần 10 giờ đêm, trời mưa to gió lớn. Tuân nhận được một cuốc xe giao hàng chạy từ Khuất Duy Tiến về cầu Diễn. Hôm ấy khá vắng khách. Nó định về từ chiều, thế nhưng Tuân vốn là một đứa chịu khó, cho nên vẫn chăm chỉ cày cuốc. Ngày hôm nay nó rất lo vì mẹ nó điện xuống là bố nó bị ngã gãy chân, nhà đang cần một khoản tiền lớn. Mà nhà nó thì nghèo, việc Tuân đi học đại học cũng là một gánh nặng cho gia đình. Bởi vì phía sau nó còn có mấy đứa em nữa. Bây giờ bố nó lại như vậy, cho nên mọi thứ đổ dồn lên đôi vai của mẹ nó. Chính vì vậy Tuân phải cày cuốc là điều dễ hiểu. Nó rất chịu khó, thương gia đình, đang cố gắng dồn dập lấy một ít tiền để gửi về quê cho mẹ lo thuốc thang cho bố. Chính vì vậy mà cày cuốc và chịu khó lắm. Đình Bồng sẽ chạy hết cuốc xe này là về nghỉ. Lúc ngang qua cổng nghĩa trang Mai Dịch, nó buồn vệ sinh cho nên tấp vào lề đường giải quyết nỗi buồn. Vừa mấy anh em tài xế chạy xe ôm mắc bệnh tiểu đường, tiền đâu tiểu đó là điều hết sức bình thường. Chỉ cần chỗ nào kín đáo một chút, bụi cây bờ tường là vào giải quyết. Bởi vẫn có câu nói, không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Tôi nhìn thấy phía trước mặt có một chiếc xe chở cát đang xi nhan tấp vào lề đường bên phải. Tuân cũng tần vào Đình Bồng giải quyết ngay cái đống bọng đái đang căng tràn vì phải nhịn quá lâu. Tiến đến gần cái đuôi xe tải, ánh đèn từ chiếc đèn pha của Tuân chợt lóe lên, chiếu thẳng vào trong gầm xe. Xe ánh sáng yếu ớt của cái đèn đường leo lắt, phản chiếu ánh sáng màu vàng của bức tường nghĩa trang. Tuân như chết điếng người khi mà nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bên trong gầm chiếc xe tải chở cát nặng đến vài chục tấn, có một người đang nằm gọn trong đó. Chiếc xe máy bị bánh sau chiếc xe tải đè lên vỡ vụn, làm nghiêng hẳn chiếc xe qua một bên. Máu từ trong gầm xe chảy ra loang lổ cả mặt đường. Còn chiếc xe ô tô kia gây tai nạn thì cửa cabin đã bật ra từ lúc nào, không hề thấy tài xế đâu, xi nhan tấp vào lề bên phải. Đoạn đường này bình thường cũng khá đông, nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao vô cùng vắng vẻ. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy vụt qua, nhưng vì trời mưa khá lớn lại đã muộn, cho nên chẳng có mấy ai quan tâm đến việc bên lề đường đang có một chiếc xe tải đang gặp nạn. Ánh đèn xi nhan nhấp nháy của cái ô tô tải kia vẫn liên tục phát ra, phản chiếu từng luồng ánh sáng lên xung quanh. Chợt Tuân thấy có một cái túi xách màu đỏ rất đẹp giờ dàng ngay dưới chân. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, nó cầm lên kiểm tra. Thế bên trong có khá nhiều tiền mặt, đặc biệt là còn có một cái hộp bên trong đựng 2 chiếc nhẫn màu vàng. Có vẻ như là nhẫn cưới, có đính 2 viên kim cương rất đẹp. Lòng tham nổi lên, Tuân lập tức lấy ra hết tiền mặt, cái cầm nhẫn cưới kia cũng cho luôn vào túi đeo chéo trước ngực, còn vỏ hộp thì ném vào bụi cây gần đó. Cái ví có giấy tờ tùy thân của cô gái, Tuân mở ra kiểm tra. Thế nhưng do vội quá cho nên gã không để ý tên tuổi quê quán của người bị nạn, mà thấy không có tiền cho nên nhét vào túi sách. Nhìn thấy cái điện thoại iPhone bị vỡ màn của người xấu số, Tuân định cầm luôn,
nhưng vẫn thích cài mật khẩu. Gã nghĩ vậy cho nên trả lại. Trong bụng không khỏi mừng thầm vì số tiền kia cứ phải đến vài triệu. Cảm nhận kia mang ra hiệu bán cũng được kha khá, vậy là có tiền gửi về cho mẹ. Lấy đồ xong, Tuân cẩn thận dùng rẻ lau những vết vân tay trên đó. Chẳng biết có phải do sợ người ta sẽ tìm ra nó qua dấu vân tay hay không, thế nhưng xưa nay nó vẫn luôn cẩn thận như vậy. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Tuân quay lại xe của mình rồi giao nốt chuyến hàng. Gã quay về theo đường cũ. Tầm 30 phút sau, Tuân lái xe về, đứng bên này đường nhìn sang, vì đây là đường một chiều. Mưa vẫn như chút, tựa như khóc thương cho số phận của người con gái kia. Vài người khóc lóc thảm thương, đoán chắc có lẽ họ chính là người thân của người xấu số. Chiếc xe cứu thương bên nhà xác đứng đó từ lúc nào. Có mấy chú công an cũng có mặt hỗ trợ hai người mang quần áo mưa, nhanh chóng khiêng cái xác lên cáng. Tiếng còi cấp cứu vang lên rõ mồn một rồi vội vàng lao đi. Không cảnh hết sức thê lương. Đời người thật là vô thường, sống này chết mai chẳng biết thế nào mà lần. Ở phía bên này đường cũng có nhiều người ngó sang bên kia quan sát rồi bàn tán. Vụ gì thế bạn ơi? Sao bên kia đông người vậy, tai nạn à? Một người đi đường hỏi thăm Tuân khiến cho nó giật mình. Chưa biết trả lời sao thì có người đi qua nói: tai nạn đấy, chết thảm lắm. Con gái còn trẻ, người nhà khóc lóc thảm thiết lắm. Khổ thân, còn có cả chồng sắp cưới của cô ấy cũng xuống, ngất lên ngất xuống. Thế bảo là chuẩn bị cưới nhau. Cô gái này còn đang mang thai, nay đi mua nhẫn cưới. Chẳng biết đi đứng thế nào mà cái xe ben kia nó lại cuốn vào gầm. Mà cái đoạn đường này có dớp lắm, rất nhiều vụ tai nạn rồi, đều chết rất thảm. Một người đàn ông tầm 50 tuổi thở dài nói: nãy tôi sang bên kia xem, mặt mũi nát hết ông ạ. Chả hiểu đi đứng cái kiểu gì, thê thảm quá, khổ thân hai mẹ con. Tuân cũng nghe thấy được nhưng không nói gì. Ngó nhìn về bên kia đường, nó thấy một cô gái mặc cái váy trắng đang đứng ở bên kia đường, ngay dưới cái chân cột đèn cao áp, đang đứng nhìn những que hương cháy nghi ngút. Mặc dù trời mưa nhưng khói hương vẫn tỏa lên ảm đạm. Có lẽ đây là người thân của nạn nhân. Nhưng Tuân để ý từ nãy đến giờ, cô gái này không hề tiến về phía người bị nạn. Nó đoán chắc là do phải sợ thích cảnh đau buồn. Chiếc váy ngắn màu trắng trễ đến vai, bó sát người cô gái càng tôn lên dáng vẻ cao gầy. Cô gái này lạnh lùng đứng đó như tìm kiếm vật gì chung quanh. Ánh sáng lè lói mờ đục của chiếc đèn cao áp lâu ngày không được thay thế, một phần bị che khuất bởi những tán lá hàng cây xà cừ rất lớn được trồng ở bờ tường trước cổng nghĩa trang. Mặc dù trời mưa khá nặng hạt nhưng vẫn đủ thấy được những cái bóng đang phản chiếu xuống nền đường, những hình ảnh rợn rợn ma quái. Có lẽ nơi đây vừa là nghĩa trang, vừa là nơi chứng kiến một cái chết hết sức bi thương, cho nên nhìn vào những thứ bình thường chung quanh cũng cảm thấy lạnh lẽo tang thương. Đây cũng là tâm lý chung của những người vô tình phải chứng kiến giống như Tuân. Nếu như bình thường đi làm hàng ngày, gặp tai nạn nó sẽ đi ngay vì sợ. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại vô cùng liều lĩnh. Hoặc giả như nó vừa gây ra một việc mà lương tâm thấy lo lắng, cho nên cố tình nán lại đứng bên này để quan sát. Vài người nữa có lẽ chắc là dân ở đây vì tò mò cho nên cũng đứng theo dõi vụ việc. Chỉ đầu một lúc sau, hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng kia được dọn dẹp. Những người nhà của nạn nhân cũng đi về. Chiếc xe ô tô tải trọng lớn kia cũng đã được di chuyển, trả lại khung cảnh như lúc chưa hề xảy ra. Đang tính quay về bởi vì hôm nay với Tuân như vậy là đã quá ngon. Mặc dù chạy xe ôm tuy vắng khách, nhưng mà tình cờ nó kiếm được một mớ kha khá. Cặp nhẫn vàng nếu tính theo giá thị trường bán đi cũng phải chục triệu. Với số tiền mặt vài triệu trong chiếc ví kia làm cho nó mừng thầm. Quay mặt lại nhìn một lần nữa, Tuân như chết lặng khi thấy cô gái mặc váy trắng kia vẫn còn đang đứng ở đó. Mà lúc này bất chợt cô ta ngửa mặt lên nhìn thẳng sang bên đường. Mái tóc bị nước mưa rơi xuống ướt đẫm khiến cô ta run lên vì lạnh. Đứng co ro một mình ở đó cực kỳ đáng thương. Thỉnh thoảng cúi xuống lòng bàn tay của mình giống như nói chuyện với ai đó.
Tuy mưa lớn không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng Tuân cảm thấy ngạc nhiên, liền hỏi một người đàn ông đứng theo dõi sự việc cùng mình nãy giờ. Chú ơi chú, cô gái kia có phải là người nhà của người bị nạn không à? Sao không về mà cứ đứng đó một mình lạ vậy? Nghe được câu hỏi này của nó, người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi nhìn sang bên đường, sau đó nhìn lại hỏi Tuân. Cô gái nào? Làm gì có ai bên đó chứ mày hoa mắt à? Tuân ngạc nhiên tột độ, nó nhìn sang bên kia đường. Cô gái vẫn đứng đó không di chuyển. Hết nhìn người lại nhìn xuôi, thỉnh thoảng cúi đầu xuống áp má của mình vào lòng bàn tay, tựa như đang bế trẻ con vậy. Kia à, cái chỗ cột đèn cao áp đấy chú, mặc chiếc váy trắng tóc dài, hình như đang đợi ai đến đón thì phải. Người đàn ông nhìn lại rõ ràng làm quái gì có ai, mà cái thằng dở hơi này nói là có người, hay là nó bị làm sao. Bên kia đường có chiếc cột đèn cao áp, trên vỉa hè trống trơn, có thể nhìn rõ được bức tường màu vàng đã ngả màu cũ kỹ của nghĩa trang. Những hạt mưa xin chéo ngang qua những tán lá cây rơi xuống. Trời càng lúc càng khuya cho nên cũng hơi lạnh. Ông lão khẽ rùng mình nhìn Tuân bằng một ánh mắt kỳ dị, giống như nhìn thấy ma, xua tay lùi lại rồi bảo: Thôi về đi cháu, sao làm về muộn vậy? Nhìn trẻ như thế này chắc là sinh viên hả? Sinh viên gì mà chịu khó thế? Đêm hôm này đi lại cẩn thận nha. Nhà chú ở gần đây, thôi về đi, chú về đây. Tuân ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của ông ta. Rõ ràng mắt nó lúc nãy vẫn thấy cô gái kia, mà ông chú này lại nói là không có ai. Tuân ngước mắt nhìn theo ông chú này, ông ta cũng ngoái lại nhìn nó cho đến khi khuất dạng vào con ngõ. Lúc ngoảnh lại, Tuân như chết điếng khi nhìn thấy cô gái kia tiến ra sát mép đường, trên tay đang khom khom lại giống như du con. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ấy vậy mà cô gái mặc váy trắng này vẫn đứng đó, dường như chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài đứa bé trên tay. Đầu tầm vài giây sau, cô gái đi thẳng vào trong nghĩa trang, sau đó biến mất trước ánh mắt kinh hoàng của Tuân. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Nhìn ngó chung quanh không gian không có một bóng người, nó cũng lập tức ra chiếc xe quen thuộc của mình rồi nổ máy ra về. Trong đầu không khỏi ám ảnh sự việc kỳ quái và cô gái bí ẩn vừa diễn ra trước mắt. Vừa đến phòng trọ, Tuân không nói gì với Lành về việc này, mà chỉ âm thầm giấu tiền mặt và cặp nhẫn vàng kia vào góc tủ quần áo, coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì vẫn còn hơi e ngại, cho nên nó không dám đụng đến ngay số tiền và cặp nhẫn vàng mình đã ăn trộm của cô gái xấu số. Nó tính toán đợi mọi việc êm xuôi rồi tính tiếp. Vụ tai nạn kia ngày hôm sau, Tuân cũng đọc được thông tin trên mạng. Tài xế xe tải vì chạy ẩu buồn ngủ cho nên đã tông vào cô gái đang mang thai, làm cho ngay mẹ con cô ấy chết oan. Đọc xong tin tức ấy, nó như chết điếng cả người. Nó dặn với lòng của mình sẽ không bao giờ đi ngang qua con đường này nữa. Có điều là hôm trước ma suy quỷ khiến thế nào, nó lại đèo một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương, có cái tên rất hay, Nguyễn Ngọc Ngàn Hương. Mà kể ra cũng lạ, khi đèo cô gái đi kia, không hề có chút nghi ngờ hay sợ hãi gì cả. Tưởng chừng như mọi việc đã êm xuôi, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. 2 tuần trôi qua, tôi nghĩ sẽ chẳng có ai hay biết, nhưng thật không ngờ cái điều mà không ai ngờ nó đã xảy ra. Mà có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ tin đây là sự thật. Có những việc làm tưởng chừng một mình biết, nhưng ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người bình thường không biết nhưng quỷ thần biết. Đường tưởng vô cùng kín kẽ, nhưng cuối cùng vẫn phải lộ ra mà thôi. Tưởng chừng mọi việc sẽ chìm vào quên lãng, bởi hôm ấy chẳng hề có bất cứ một ai biết sự có mặt của nó ở đây. Nói đúng hơn, Tuân là người có mặt đầu tiên sau vụ tai nạn của cô gái xấu số. Nếu không có sự việc kỳ quái hôm qua, Tuân cũng không nhớ là mình đã làm ra một việc hết sức bất nhân khốn nạn. Nó bất chợt dùng mình cảm thấy sợ hãi, cả người của nó run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Trong đầu liên tưởng đến hình ảnh cô gái bồng con đêm ấy, hình ảnh của chị gái mà tướng hôm qua nó đèo về đường láng. Lẽ nào hai người này chính là một?
Tại sao tờ tiền mà chị Ngàn Hương kia đưa cho nó lại là tiền âm phủ? Phải chăng đây là điểm báo? Tại sao anh chủ quán vịt quay lại nhìn nó rồi phán xanh rờn như vậy? Hàng loạt các câu hỏi không có câu trả lời vang lên trong đầu của Tuân, khiến cho nó lâm vào trạng thái hoang mang tột độ. Chưa biết phải làm thế nào thì đúng lúc này, điện thoại của Tuân có thông báo. Mở điện thoại lên chính là chị Ngàn Hương hôm qua đã kết bạn Zalo với gã. Cả người của nó run lên khi mà chị Ngàn Hương qua Zalo nói muốn gặp nó. Địa chỉ chính là nhà của chị ở một con ngõ nhỏ trên đường láng. Khẽ liếc mắt nhìn thằng bạn lúc này đang ngủ say, Tuân khẽ nhổm người dậy đi ra ngoài. Bao nhiêu sự việc kỳ quái liên tiếp xảy ra làm cho nó mệt mỏi và hoang mang. Tuân không biết lành nó cũng thực sự rất giận mình. Nếu việc này không tìm ra nguyên nhân, e là khúc mắc trong lòng của nó không thể giải quyết. Có khi tình bạn mấy năm trời cũng vì việc này mà tan vỡ. Quả thật chuyện này rất hoang đường. Nếu để bạn bè biết được, khéo chúng nó lại cười vào mặt rằng cả hai thằng bị thần kinh sinh hoang tưởng. Ngay cả bản thân của nó tận mắt chứng kiến sự việc này cũng không thể tin nổi. Làm sao ai có thể tin một tờ tiền thật lại có thể biến chuyển thành tiền âm phủ? Lành hiện tại đang ngủ say, nó không biết được rằng Tuân đã đi ra bên ngoài. Khi nó vừa đi thì con mèo Bun lại xuất hiện, có vẻ như nó đang cảnh giác với Tuân. Tuân dắt chiếc xe hẳn ra ngoài con ngõ mới nổ máy. Mục tiêu là địa chỉ cô gái bí ẩn kia đã nhắn tin trong điện thoại. Nhưng nghi vấn thắc mắc trong lòng của nó chỉ cần gặp chị Ngàn Hương này sẽ rõ. Sau một lúc, Tuân tìm đến đúng địa chỉ. Đây là căn nhà rất đẹp nằm trong khu vực khá sầm uất. Mặc dù không phải là mặt phố, nhưng ở giữa thủ đô mà có được ngôi nhà rộng rãi và thiết kế đẹp như vậy thì chủ nhân ắt hẳn là một người giàu có. Đứng ở bên ngoài cổng, Tuân dè dặt bấm chuông. Ở bên trong nhà có một bà giúp việc đi ra cầm. Cậu tìm ai? Dạ cháu tìm chị Ngàn Hương. Đây có phải là nhà của chị ấy không hả? Bà giúp việc nhìn Tuân bằng ánh mắt kỳ quái giật mình bảo. Đây đúng là nhà của Ngàn Hương, nhưng cô chủ mất cách đây 2 tuần rồi. Cậu tìm cô Ngàn Hương có việc gì không? Tuân sợ đến mức run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Nó vô cùng sợ hãi không nói nên lời. À, cháu theo lời hẹn của chị ấy đến đây. Vừa nói thì nó vừa nhìn chung quanh. Căn nhà điều bộ lo sợ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô giúp việc. Cậu nói ai hẹn? Cô chủ đã chết rồi mà, đừng có nói vớ vẩn. Cô giúp việc này nhìn Tuân bằng ánh mắt chập chằn, điều bộ cũng rất khó hiểu. Đúng lúc này từ trong nhà liền có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng bước ra. Cất tiếng lạnh lùng nói, cô để cậu ấy vào nhà đi. Nói đoạn cô gái xinh đẹp kia hướng về Tuân gật đầu chào. Xin chào, nhận ra tôi không? Tuân sợ đến mức run người, lấm lét hết nhìn bà giúp việc rồi lại nhìn cô gái vừa xuất hiện. Nó sợ hãi muốn bỏ chạy, thế nhưng giống như có thế lực bí ẩn nào đó giữ chân chặt lại. Cứng họng không thể nào nói được câu gì. Đây chính là cô gái hôm trước nó đèo từ cổng nghĩa trang Mai Dịch. Có lẽ do lúc trước không để ý kỹ, bây giờ nhìn cô gái này cực kỳ giống với cô gái mà nó nhìn thấy trong vụ tai nạn ở nghĩa trang Mai Dịch 2 tuần trước. Chị là... Nó lúc này như là chết điếng. Lẽ nào đây là hồn ma cô ta hiện về đòi lại số tiền và cặp nhẫn cưới mà nó đã ăn cắp? Lắp bắp nói không ra hơi, mồ hôi mồ kê toát ra khắp sống lưng, làm cho nó sợ muốn ngất xỉu. Lực ánh mắt lạnh lùng kỳ quái nhìn về Tuân, cô gái kia nhẹ giọng bảo, cậu vào đây, tôi có điều muốn nói, đừng sợ, không ai làm hại cậu đâu. Lúc này Tuân giống như hoàn toàn bị thôi miên, làm theo như một chiếc máy. Sau mấy giây sững sờ, nó theo chân cô gái này bước vào trong nhà. Căn nhà này giống như một ngôi biệt thự trang trí cầu kỳ. Bên ngoài có hồ cá sân vườn, có những cây cảnh rất đẹp đặt dọc lối đi. Nhưng Tuân hiện tại chẳng có tâm trạng gì để ngắm nhìn, trong lòng đang bồi hồi lo lắng.
Hàng loạt các suy nghĩ hỗn độn lúc này hiện lên trong đầu. Nhìn cô gái đang đi phía trước, tôi nén nỗi nghi hoặc trong lòng. Cô gái này là ai? Là ma sao? Không đúng. Ma gì mà xinh đẹp và hấp dẫn như vậy? Xưa nay nó thường nghe người ta kể về những hồn ma, phải là cái gì xấu xí ghê gớm, tóc tai rũ rượi, hoặc những cái nhìn kinh khủng lắm. Đằng này thì hoàn toàn ngược lại. Cô gái này xinh đẹp, gợi cảm và dễ thương vô cùng. Hôm trước nó còn chờ chị tha, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Những điều này cho thấy cô gái này không hề có ác ý với Tuân. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, cô gái xinh đẹp mở cánh cửa gỗ bước vào. Tuân giật mình, người thấy mùi nhang trầm bốc lên, dè dặt theo sau. Cậu vào nhà đi. Lúc này tim của nó đập bình bịch, chẳng hiểu chuyện này là thế nào. Vừa đặt chân vào bên trong, Tuân đứng hồn khi thấy ngay trong tầng 1 có một bàn thờ vong phủ tấm vải màu vàng. Bề trên có bày hoa quả và tấm di ảnh của một người. Tuân sợ đến mức nghẹt thở, bởi vì người trên bức ảnh đó chính xác là cô gái có cái tên Nguyễn Ngọc Ngàn Hương. Hay nói chính xác hơn, cái ảnh thờ này được phóng ra từ ảnh đại diện Zalo mà tối qua Tuân và Lành nhìn thấy. Điều này là thế nào? Cô ta đã chết, tại sao lại có thể hiện hồn vì nhắn tin với nó? Lẽ nào trên đời này có ma? Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương dâng lên, da gà khắp người của Tuân nổi lên, có thể thấy được bằng mắt thường. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, nhà cô gái này có nuôi mấy con mèo, đều là mèo cảnh đắt tiền. Con nào con nấy đều rất đẹp và có bộ lông bóng mượt. Chắc hay được chủ nhân cho đi làm spa làm đẹp. Khi Tuân vừa bước vào nhà thì cả đàn mèo vốn rất hiền bỗng nhiên như dở trứng. Chúng quay đầu nhìn Tuân rồi gào lên bằng một vẻ hung dữ đặc biệt, khác hoàn toàn với vẻ hiền lành vốn có. Cô gái kia thấy vậy thì quát lên vài tiếng, sau đó đuổi hết chúng vào trong phòng bên cạnh đóng cửa lại. Dường như cô ta cũng chẳng mấy ngạc nhiên về chuyện này, giống như đã đoán trước được vậy, không hề thắc mắc hay tỏ ra điều gì. Cô gái rót ra một ly nước để xuống bàn, sau đó mời nó ngồi xuống ghế. Tuân cố lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Cậu có biết tôi là ai không? Chỉ là Ngàn Hương, từ hôm trước em đèo chị về. Không, Ngàn Hương là người đang ngồi trên bàn thờ kia. Tuân há hốc miệng cực kỳ hoang mang, hết nhìn cô gái này lại nhìn bức ảnh trên bàn thờ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu có biết ai muốn gặp cậu không? Đó là chị gái tôi đã bảo với tôi, kể cả số điện thoại hôm trước tôi đưa cho cậu. Tất cả những việc hôm qua cậu gặp phải đều do chị Ngàn Hương bảo tôi làm. Linh hồn của chị đó vẫn còn trong căn nhà này. Nói đoạn, cô gái đứng lên trước bàn thờ của chị gái, lấy ra ba cây nhang chậm tiếp tục thắp lên bàn. Thật khó có thể diễn tả được tâm trạng của Tuân lúc này. Nó ước gì bây giờ có thể ngất xỉu ngay tại chỗ để khỏi phải đối diện với cảnh này. Nhưng hoàn toàn không thể. Sợ hãi, lo lắng, hồi hộp, ân hận chẳng đủ để miêu tả cảm giác của nó bây giờ. Cậu có biết ai đã nhắn tin cho cậu đến đây không? Là linh hồn của chị ấy bảo với tôi. Hãy trả lại cặp nhẫn cưới số tiền cậu đã ăn cắp của chị ấy. Nếu không cậu sẽ gặp quả báo. Tôi là Ngàn Hoa, là em gái sinh đôi của chị ấy. Cậu có điều gì muốn nói không? Tuân nghe thích như vậy thì vội vàng quỳ xuống chắp tay vái sống cô gái. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi chị. Em cắn rơm cắn cỏ lại chị, chị tha cho em. Cô gái trợn nghiêm nét mặt quát. Cậu đừng vái tôi, vái chị tôi kia kìa, chị đang nhìn cậu đấy. Tân bằng hoàng quỳ mọp người quay đầu về bàn thờ. Nó không dám ngẩng mặt lên. Trong đầu của nó bây giờ có một cảm giác như ngôi nhà này cực kỳ kinh khủng. Nó bật khóc. Chị ơi, chị sống khôn thác thiêng tha cho em. Em vì chút lòng tham đã chốt dài lấy đồ của chị. Em van chị, nhà em nghèo lắm. Em là sinh viên giữa em còn có 4 đứa em nữa. Mẹ hôm trước điền xuống bảo bố em bị ngã gãy chân. Chính vì vậy em mà em chốt dài lấy đồ của chị. Mong chị tha cho em.
Rồi nó vội vàng lấy một cặp nhẫn cùng số tiền vẫn còn nguyên trong người, đặt lên bàn thờ của cô Nguyễn Ngọc Ngàn Hương, rồi ôm mặt khóc. Thật kỳ lạ, bát nhang trên bàn thờ cô Ngàn Hương bốc lên cháy dữ dội. Tiếng mèo gào từ bên phòng bên cạnh vang lên nghe ai oán vô cùng. Sau đó tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Cô gái xưng là Ngàn Hoa lúc này cũng ra bàn thờ vái chị mình, đại ý muốn xin lỗi cho Tuân. Một lúc sau cô gái liền bảo: chị tôi tha tội cho cậu. May mắn cho cậu là chị tôi chẳng phải là người ác nhân thất đức gì cả. Có điều là số phận của chị tôi ông trời chỉ cho ngần ấy năm thọ mệnh. Cậu cũng bỏ cái tính thắt mắt đi. Không phải ai cũng hiền lành như chị Ngàn Hương đâu. Tin những người ác, họ sẽ khiến cho cậu sống dở chết dở đấy. Cả đời này cậu sẽ không sống được an ổn đâu. Lấy cắp đồ của người âm, đó là một việc đại kỵ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.